Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một bộ cuốn thư câu đối gỗ gụ. Thì trong thời gian gần đây thì rất nhiều quý khách hỏi về cuốn thư câu đối gỗ gụ, kể cả khách ở trong Tây Ninh cũng như là thành phố Hồ Chí Minh cũng e ngại về dịch Covid và cũng hỏi chúng tôi là xe đã đi được vào trong Nam chưa, thì chúng tôi cũng báo luôn là xe vận chuyển lại bình thường, thì quý khách có thể đặt hàng online, chúng tôi sẽ chuyển container vào trong đó. Và trong clip này thì chúng tôi giới thiệu sơ qua bộ cuốn thư câu đối gỗ gụ dát vàng. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Nga Sơn, Thanh Hóa. Sau khi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ bàn giao cho quý khách để kê vào nhà thờ. Thì bác cũng đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, thì hôm nay chúng tôi mới hoàn thiện xong để bàn giao cho bác vào đúng không gian nhà thờ phòng gỗ. Trên màn hình quý vị các bạn đang xem đây là một bức cuốn thư gỗ gụ Long Hóa Mai. Chất liệu là gỗ gụ Lào và kích thước là dài 1m97, rộng 97 phân và dày là 5 phân. Ở giữa chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt. Kích thước rộng 97 này thì rất ít cơ sở làm trên thị trường, vì nếu làm như thế thì giá thành nó sẽ lên rất là cao. Nhưng cơ sở đồ gỗ Hiền Lành liên tục ra cái lượng hàng là rộng 97 và dài 1m97 để cho quý vị có thể tham khảo được so với các cơ sở đồ gỗ khác. Còn về đôi câu đối thì chúng tôi làm dài 1m97, rộng 28 và dài 4 phân. Toàn bộ chữ là được dát vàng Đài Loan. Nếu như một bộ như này mà dát bằng vàng ta hay là còn gọi là vàng 4 số 9 thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Thì quý vị có thể liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng bộ một. Quý khách có thể đặt dày hơn hoặc to hơn, đó là tùy yêu cầu. Vì mỗi người một khách có một cái mẫu mắt và cũng như phòng thờ khác nhau, không ai giống ai. Thì kích thước to nhỏ có thể thu giảm được. Đôi câu đối này một bên chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, và phần rèm là chúng tôi đục hoa hồng và chim sĩ. Bộ câu đối này chúng tôi có làm phụ đề phía dưới thì quý khách có thể hình dung được nghĩa của chữ nho. Chúng tôi cũng còn rất nhiều mẫu cuốn thư câu đối như này, nhưng mà chữ là chữ Việt hoặc chữ thư pháp hoặc là chữ nho không phụ đề, rất đa dạng cùng một mẫu mã như này nhưng phần chữ có thể thay đổi. Thì quý vị nào ưng mẫu sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Trong một năm thì chúng tôi đáp ứng ra trên thị trường là từ 100 đến 200 bộ cuốn thư câu đối như này, vì chúng tôi là đơn vị sản xuất phân phối gần như là thuộc đại lý cấp 1 rồi. Chúng tôi rất nhiều thợ để làm ra những bộ cuốn thư câu đối như này để phục vụ nhu cầu của quý khách trên thị trường ngày càng cao. Và bộ cuốn thư câu đối này thì đang được quay phát trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề Mộc, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hoặc quý vị có thể truy cập theo fanpage Facebook đồ gỗ Hiền Lành hoặc website nội thất la xuyên.com. Quý vị có thể tìm đường đi ở hai trang fanpage đó. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.